con này đi, cứ bóng ạ. Hai nhà mẹ có việc gì đấy? Mai nhà bà lấy đồ ăn. À. Nhiều lắm, phải nhiều đĩa lắm đấy mẹ. Bác đã bao bằng nước bột xấu không? Hả? Bùi không? Không ạ. Vâng. Đi đâu? Cháu đi Hà Nội. À đi vào. Vâng. Có bằng nước chú cho bố mẹ nó đang sau với chú Luyện này. Cái gì? Mẹ nó đang sau với chú Luyện, bác bao bằng nước. Yeah.